Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình 8 chuyện thời Covid. Tôi thấy là đã có rất nhiều khán giả gửi lời chào tới các tuyển thủ rồi đây. Bây giờ các tuyển thủ cũng hãy gửi lời chào tới khán giả và giới thiệu một chút về bản thân, thật là ngắn gọn thôi nhá. Theo chiều kim đồng hồ đi, xin mời anh Văn Toàn. Xin chào các bạn đã xem livestream, mình là Văn Toàn của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Các anh này nếu mà tính ra thì hôm nay đã là mùng 69 Tết rồi. Đó, vậy thì không biết là trong những ngày này khi mà nghỉ dịch, không có bóng đá thì cuộc sống của anh diễn ra như thế nào? Và các anh đã làm gì để mà lấp đầy cái khoảng trống về nỗi nhớ sân cỏ này? Anh Toàn trước đi nhở? Anh Toàn, thấy anh Toàn cười nãy giờ. Cuộc sống của anh Toàn những ngày không có bóng đá diễn ra thế nào anh? Thì cuộc sống những ngày mà không có bóng đá thì vẫn diễn ra như bình thường thôi. Thì tập luyện bình thường, vì ở trên Gia Lai hay là ở trung tâm huấn luyện thì cũng đều là khép kín hết, nên vẫn tập luyện bình thường và ăn ngủ bình thường, không có gì quá đặc biệt đâu. Thế có tăng cân không anh? Thì mình trước cái này 4-5 năm nay cân nặng chưa là tăng, chưa là lên, chưa là xuống, nó chỉ một như vậy thôi. Thế như vậy là rất là tốt rồi. Ca sĩ, em là em thích cái ca sĩ lắm nhá. Thôi thì bây giờ đang trong lúc live stream này thì anh hát một câu Văn đi. Văn Toàn hát một bài luôn. Từ lúc nãy chỉ định Văn Toàn hát một bài. Văn Toàn hát mọi người nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà Văn Toàn phải hát một bài. Đằng đầu của họng quá này, đau của họng quá không hát được. Thôi để gì khác. Hải Quế, anh hát rất là nhiều rồi. Anh hát rất là nhiều trên mạng rồi, đăng rất là nhiều clip rồi, nhưng mà Văn Toàn với Quế Hồng Hải. Em nghe anh hát rất là nhiều rồi mà em chưa được nghe Hải Quế hát. Rồi ấm của cái bong biển Hải Quế đó. Bây giờ ai đồng ý Hải Quế hát thì cho một vote. Rồi, bây giờ em đang nghe. Rồi, xong rồi. Đấy, 3 vote, 4 người 3 vote, anh Hải Quế hát một bài. Đấy. Quý vị ơi, ai đồng ý cho anh Quế Ngọc Hải hát thì hãy cùng comment ở phía dưới live stream này nhá. Đúng rồi, sau, nhiều người comment đây này. Sau live stream là Toàn hát cho tất cả mọi người nghe. Nên Toàn đang bảo đoàn học sau live stream thì Toàn sẽ hát, nhưng mà trong live stream thì Hải Quế sẽ hát một bài để phục vụ mọi người. Ở đây đã có 3/4 phiếu rồi. Cái này là em nên tôn trọng mọi người đi. Cái trong live stream mà người sẽ tự nhiên hát cần phải trên phó giám đốc nữ ấy. Chưa ăn giờ ấm nhá. Đấy, em ăn tôm ăn đấy. Đang rét nàng bân mà mình hát trước khăn giờ ấm là quá đấy. Đúng người đúng thời điểm. Anh Tú ơi. Anh Tú ơi. Luôn. Anh ơi. Em hát chiếc khăn giờ ấm là ở trên chương trình bữa trưa vui vẻ đấy. Bây giờ Toàn hát đi, là Toàn đã hát cho ai nghe đâu. Để qua để lại cái này chán lắm. Nếu mà chúng ta cứ dành qua dành lại thì để sau live stream rồi mình sẽ đúng hát rồi, thể là mình sẽ quay một video clip sau rồi mình gửi tặng tới khán giả nhá. Những ngày này thì Thanh Tâm cũng thấy là khi mà nghỉ dịch thì dân mạng mình rất là sáng tạo, có rất là nhiều trào lưu, trong đó có một trào lưu đó là truyền tải đi một thông điệp gì đó, và thông điệp này thì nó phải có vần với tên của mình. Ví dụ nhá, tôi tên là Tâm đúng không, thì tôi sẽ truyền tải thông điệp là tôi là Tâm, ở nhà cho yên tâm. Đấy, thì bây giờ các cầu thủ của chúng ta cũng sẽ truyền tải một thông điệp có vần theo tên để gửi tới các khán giả đang theo dõi live stream nhá. Tên Hải với tên Tú thì hơi khó, cho nên là cho các anh nói sau để có thời gian suy nghĩ. Anh Toàn trước đi, tên Toàn là dễ này. Tôi tên là Toàn, tôi ở nhà cho an toàn. Đấy, biết ngay là sẽ nói câu này rồi. Anh Hải có bây giờ thì không? Điều gì đến cũng sẽ đến thôi, xin mời anh Hải ạ. Anh Hải nghĩ ra được không thông điệp gì có vần theo tên mình chưa? Anh Hải có gợi ý không? Gửi đi đấy. Tôi là Hải, hát tôi ở nhà để đỡ phải đi lại ngại người khác. Đi cũng hay. Anh đuổi gửi đi. Anh chịu rồi, đấy phần quà của em mà. Đi anh bóc đấy. Ghế đi, bạn rộng đó. Anh Hải có cần Thanh Tâm câu giờ cho không ạ? Có. Hỏi bên kia cái đi, hỏi anh em kia cái. Hỏi xong rồi, trả lời xong rồi. Thì có trẻ có trả lời được không? Tập động não đi. Dùng não đi. Nói đi anh Hải, giờ đang không nghĩ được rồi, đang bị xúc động quá. Xúc động quá rồi, để sợ bị sợ. Anh Hải đang bị sợ. Anh Hải là suy nghĩ được gì rồi. Đây, một câu gợi ý, một câu gợi ý của Thanh Tâm dành cho anh Hải nhá. Đó là tôi là Hải, ở nhà không uể oải. Được không ạ? Được quá luôn, em nói gì chẳng tôi là Hải, ở nhà là lẽ phải.
Ô, chuẩn rồi. Ok, hay. Ok, hay. Được, đoán này, được, đoán này. Hay, được, nhá. Được, công nhận, công nhận. Cảm ơn bạn Trần Út nhá. Công nhận là một có tí nào. Một câu trả lời đúng. Không phải đổi chỗ ngồi mà bị lỗi kỹ thuật là câu lạc bộ đang bị mất điện. Có mất điện à? Ôi, hy vọng là khi mất điện thì mạng mẽ vẫn ổn áp an toàn nhá. Không thôi là đang live stream mà lại bị đứng hình thì cũng hơi gay. Đấy, ok. Nói tiếp về luật trò chơi. Câu hỏi đầu tiên nó sẽ liên quan tới chấn thương. Đó là chấn thương gì mà bác sĩ lắc đầu bó tay? Chấn thương tay. Có câu trả lời luôn. Chấn thương tay đấy, chấn thương ở tay là bác sĩ phải bó tay rồi. Bó cái tay vào. Đấy. Ôi, lắc đầu. Đúng là anh Tú có khác. Nhưng sao còn lắc đầu này? Lắc đầu bó tay đấy. Lắc đầu nó là yếu tố gây nhiễu thôi. Đó. Đúng là kiểu ở nhà Nestor mà đợi trả lời nhanh thế. Quả gì trong bụng đầy hơi? Quả bóng. Quả bóng. Anh trả lời nhanh thế. Anh biết trước đáp án à? Không, đáp án anh đi đây mà chẳng đã bảo là người nhà của Next. Người nhà của Nextbot mà có cái là đáp án anh ghi người nhà Nextbot người nhà của Next, người nhà của Nextbot mà có cái là có cái đâu cả luôn đó. Đây này, Quế Ngọc Hải 10 điểm này, Văn Toàn 10 điểm và Nghiêm Xuân Tú đang dẫn đầu với 20 điểm. Em cứ bảo chương trình ghi luôn cho anh 40 điểm nữa là 60 đi. Không anh ơi, cái này ấy, mình là cứ từ từ thôi, tại vì người ta nói là nói trước là bước hôm qua ấy. Đó. Anh Tú ơi, có đáp án đúng 6 câu rồi. À, ok. Đáp án này ghi ở tay này. Mình sẽ cùng đến với câu hỏi số 5 nhá. Câu hỏi số 5 như sau, câu này hơi dài. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có đứa em trai, nhưng mà đứa em trai lại không nhận cầu thủ đó là anh trai. Hỏi vì sao lại thế? 10 giây đếm ngược bắt đầu. Đấy, ông nào chay trả lời đi. Ông 10 giây mà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hết giờ. Anh nhá. Rồi, em thấy anh Tú giơ tay rồi. Xin mời anh Tú ạ. Cầu thủ nữ em ạ. Cầu thủ nữ có em trai thì em trai nó không thể gọi thành cầu thủ nữ là anh trai được. Ôi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, có đáp án rồi. Trả lời thế nào cũng đúng thế nhở? Ok quá nhỉ. Tôi là đầu thấy nghi ngờ rồi đây, sao mà anh Tú trả lời câu nào cũng đúng, còn trả lời nhanh nữa. Không, công nhận. Đáp án ghi tay luôn. Cái này là công nhận đấy. À, đây tôi thấy có rất nhiều khán giả cũng trả lời đúng này. Chứ toàn tạo là nó chưa nghĩ ra đâu. Phạm Văn Thịnh, cầu thủ nữ này. Trinh Nguyễn cũng là cầu thủ nữ này. Đây, câu hỏi số 6 này. Câu này là mọi người sẽ biết này. Ok, câu hỏi số 6. Cô ấy đã đi du lịch vòng quanh thế giới, quan hệ bằng miệng với hơn 1 triệu người và khiến hơn 53.000 người đứng tim. Hỏi cô ấy là ai? Đếm đi. 10, 9, 8, 6, 10 giây cơ mà. 7, 6... Sau 10 giây cơ mà anh đứng trước. 4, 3, 2, 1, 0, hết giờ. À. Anh Toàn giơ trước đấy. Cho Toàn trả lời đi, anh làm sao anh bắt được. Anh Tú giơ trước rồi. Thôi mày để anh Tú trả lời. Ôi, Toàn trả lời đi. Anh Tú trả lời đi. Không. Toàn. Yên à, anh với mày rồi. Chỉ chơi 4 câu cuối thôi. Ok rồi, biết. Rồi đơn giản đấy, không biết trời. Biết, anh biết mà. Thế là cô ấy là ai? Nói chung là em đang quan tâm là cô anh ấy. Anh để em trả lời nhá. Đấy lại. Em trả lời. Không, bây giờ thế này nhá. Bây giờ thế này nè. Anh cho em trả lời không? Anh giơ tay rồi, anh cho em trả lời không? Ông giơ tay việc người khác giơ tay thì xin đâu trả lời. Tâm nói đi. Đây, bây giờ như thế này nhá. Em sẽ đếm từ 3 về 1. Đấy, xong rồi ai giơ tay đầu tiên thì là chúng ta sẽ nhường cho người đó trả lời. Ok chưa? Ừ, dễ quá. Ôi, mà giơ tay. 2. Rồi, giờ anh Tú đi. Hết rồi. À, rồi. Rồi, anh Tú ấy cô ấy là ai anh ơi? Cô đấy là cô Vi. Cô Vi, chính xác. Cô Vi, 10 điểm tiếp theo dành cho Quế Ngọc Hải. Và hiện tại thì anh Hải sẽ có 20 điểm. Em có thể thua anh Tú được, nhưng không thể thua thằng Toàn được. Anh Văn Toàn, cố lên. Cố lên, Toàn ơi. Hận thù truyền tiếp. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu hỏi số 7.
À, nói đến câu hỏi số 7 này thì cũng rất là hay đấy. Okay. Trước khi đến câu hỏi số 7 thì Tâm hỏi một chút là các anh đã bao giờ bắn súng chưa? Bắn súng á? Anh bắn thì... Bắn rồi. Bắn nước rồi. Bắn rồi. Bắn rồi. Súng gì? Bắn rồi. Súng nước bắn rồi. Súng nước, súng nước. Súng nước ấy. À, rồi. Ok. Câu hỏi số 7 liên quan tới... Anh Toàn cứ tủm tỉm cười nãy giờ thôi. Câu hỏi số 7 thì sẽ liên quan tới việc bắn súng này. Súng này là súng là súng thật đấy nha, chứ không phải là súng gì đâu nhá. Anh bọn anh không nghĩ linh tinh đâu em này. Đấy, không biết phải nói chuyện em Toàn cứ cười thôi. Đây, câu hỏi số 7 như sau. Vì sao khi bắn súng lại phải nhắm một mắt? 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Sao khi bắn súng lại nhắm một mắt à? Toàn ơi trả lời thể hiện đi em. Này của ai? Bà xấu chưa là nhắm một mắt đấy. Của ai em ấy? Hết giờ. Của anh ấy. Của em ấy. Anh nhường cho em. À rồi, anh Quế Ngọc Hải. Vì không thể nhắm hai mắt. Tại sao? Chuẩn luôn. Thì nhắm một mắt, còn một mắt nữa để nhìn chứ. Nhắm hai mắt sao bắn được. Ôi, đúng. Ai, hai. Lại cứ bị đúng đi. Rồi. Toàn ơi, đấy xong nhá, Toàn nhá. Tôi chết rồi. Này, 8, 9, 10 trả lời đúng này. Thắng luôn này. 10 điểm cho anh Quế Ngọc Hải. Toàn trả lời đúng thì sao? Bây giờ là 3, 3, 1 rồi. Đúng không? 30, 30, 10. À thế. Hiện tại là anh Xuân Tú là 30 điểm này. Anh Quế Ngọc Hải vừa trả lời đúng câu vừa rồi, có thêm 10 điểm. Bây giờ anh Tú trả lời một câu nữa là thằng Toàn thua luôn đúng không? Là 30 điểm. Toàn nó trả lời hai câu sau nó bất hòa. Tí ơi, mang cái đáp án cho bố. Rồi, như vậy là chúng ta mới chỉ có mình anh Văn Toàn là mới có 10 điểm đầu tiên thôi. Cả anh Xuân Tú và anh Quế Ngọc Hải đều có 30 điểm rồi. Đã anh bảo rồi, mấy cái trò IQ này thằng Toàn nó không chơi được đâu. À, quý vị khán giả cũng hãy cùng với chúng tôi comment câu trả lời để gợi ý cho cầu thủ Văn Toàn nhé. Hiện tại anh Văn Toàn mới có 10 điểm thôi. Rồi, câu số 8. Ba câu tiếp theo là ba câu liên quan tới bóng đá, thể thao luôn. Đấy. Câu số 8 như sau. Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2014-2015 với bao nhiêu điểm? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anh trả lời đi. Anh trả lời đúng không? Ok, thì anh trả lời. Biết, mỗi anh biết rồi. 89 điểm em ạ. 89 điểm. Đúng không? Anh chắc không? Anh không chắc bởi vì anh có trả lời anh có mất cái gì đâu. Không bị điểm à? Không, có bị trừ điểm. Không, nếu như đâu, mà anh... Em làm sao để đọc chơi vào. Thế à? Nếu như mà anh trả lời đúng ấy. Toàn ơi, đừng ra Google, Toàn ơi, trên Google không có này. Là sao mà biết được? Nếu mà anh anh bán trả lời không có mất gì thì anh cứ mạnh dạn anh trả lời là 89 điểm. 89 điểm. Bây giờ nhá, bây giờ thì chẳng may là đúng, chẳng may là đúng thì sao? Bây giờ bán bao nhiêu số? Đã bán nào gần với số điểm nhất. Ừ. Đúng không? Không. Không. Con số 8 là chính xác rồi. Nhưng mà anh Tú trả lời đúng chưa? Nhưng mà con số 89 là chưa đúng. Đấy. 89 là chưa đúng, mà có số 8 đầu tiên thì là đúng rồi. À thế à? Rồi, anh Văn Toàn. Là 87 điểm. 87 điểm. Còn 87. Anh Quỳnh Hải. Làm gì mùa đấy mà chưa xin 85 thôi. 85. Rồi. Trong đây thì tôi thấy là mùa nào đến gần đến quá 85 điểm được. Đấy, thì tôi thấy là những câu trả lời đưa ra thì rất là khác nhau rồi này. Anh Tú thì có vẻ rất là tự tin. Anh Quế Ngọc Hải khi mà đưa ra đáp án thì cũng phân tích như một chuyên gia. Còn anh Văn Toàn sau khi đưa ra câu trả lời thì cười tươi rói rói. Và xin Toàn chúc mừng Văn Toàn, 87 điểm là đáp án chính xác. Em ơi, cẩn thận, bọn nó dùng máy, bọn nó Google kết quả đấy. Em cho 10 giây này không kịp đâu. Google không nhanh được thế đâu. 87 điểm chắc chắn luôn. Rồi. Này, nhưng mà quả đấy là đoán mò đúng không Toàn? Đoán mò. Đúng biết. Đấy không biết. Không, mà đôi khi là... Xem đá bóng rồi mà biết. Không, cái này không gọi là đoán mò, cái này gọi là may mắn đấy.
cuối cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với anh Toàn với 10 điểm tiếp theo. Đấy, bây giờ 20 điểm cuối này. Đấy, hiện tại thì anh Toàn có 20 điểm đó. Rồi. Ông Tú ơi. Cứ tưởng cái gì bóng đá thế giới không biết gì. Bóng đá này anh không biết rồi. Đây, câu hỏi số 9 cũng liên quan tới bóng đá thế giới này. Kết thúc năm 2015, xong đội rồi. Tuyển bóng đá nam nào dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA? 10 giây suy nghĩ, đếm ngược. Ây Hải ơi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Giơ tay đi. Giơ tay nhưng mà Văn Toàn giơ tay đầu tiên. Xin mời anh Văn Toàn. Rồi, Toàn trước đi. Theo đoán là Brazil em ạ. Không, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Thấy anh Quế Ngọc Hải cười rồi. Rồi xin mời anh Quế Ngọc Hải. Đáp án của anh. Anh Tú kìa. Anh Tú giơ tay tiếp theo đây. Anh giơ tiếp theo mà. Rồi thì anh giơ tiếp theo đấy. Thì anh trả lời đi. Thì bây giờ anh hay em trả lời đúng thì thằng Toàn nó cũng thua mà. Toàn trả lời là gì? Tây Ban Nha. Toàn trả lời là Tây Ban Nha. 2014 à? Đức 2015. 2015. 2015. Đức, anh đoán bừa là Đức. Đức. Chẳng may rồi. Trúng. Ừ. Anh Quế Ngọc Hải. Đức. Nhắc lại Đức. Câu hỏi này. Đức là kết thúc năm 2015. Đội tuyển bóng đá nam nào dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA? Sao vô địch World Cup đúng không? Đâu, World Cup anh còn nhớ là năm nào đâu. 24 là World Cup còn gì nữa. Không, đâu, là 24 là Euro. Thì biết rồi. 2015. Chẳng biết. Mày không. Đây, cái phương án. Em nói nhanh lên đi. Năm 2015. Bỉ. Bỉ. Chắc chắn không ạ? Đấy, lại còn như thế này. Đúng không? Đúng. Và Bỉ chính là phương án chính xác. Tây Ban Nha. 10 điểm tiếp theo dành cho anh Quế Ngọc Hải. Hiện tại thì anh Hải lại đang dẫn đầu rồi, 40 điểm. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha rồi. Tây Ban Nha, Ban Nha. Nguy hiểm quá. Rồi. Hỏi cái gì bóng đá được không em? Hỏi cái gì về đời sống đi, đang mùa Covid đang nghỉ bóng đá mà. Không, nhưng mà cơ bản là ký này là nó theo trong này rồi ấy, mà chúng ta nên là sẽ có những câu nó về đời sống và những câu về bóng đá. Ngày hôm nay thì đã có tới 7 câu đời sống, chỉ 3 câu là bóng đá thôi. Đúng sở trường của anh mà. Hết rồi đúng không? Không, anh đúng anh đi bình luận về thông tin nhiều thế mà cuối cùng không trả lời được. Đây bây giờ là bóng đá anh có biết gì đâu. Câu cuối cùng này, Hải Quế cố lên. Câu cuối cùng này để xem là ai là một chiến thắng đây. Xong toàn thua đấy. Đây đây câu cuối cùng này. Câu số 10. Đội nào giành vé tham dự World Cup 2018 sớm nhất? Trừ vậy. Nước chủ nhà Nga. Ừ. 10 giây suy nghĩ. 18 à? 4, 3. Giờ trả lời khỏi chứ. Câu hỏi khó đấy. Anh cứ trả lời thôi. Anh chơi đi. Rồi anh Tú ạ. Đức. Rồi tôi muốn nghe thêm câu trả lời anh của anh. Nhưng không phải. Ông Hải Đức. Tuy nhiên không phải ở châu Âu đâu anh ơi. Anh không phải châu Âu biết. Rồi. Anh phải không biết mà. Hải mà trả lời đúng phát xong Toàn nó đi luôn. Trả lời đúng cái này. Anh Hải trả lời đúng cái này. Trả lời đi. Rồi anh Toàn. Nó vừa đọc comment. Nhưng không phải ở châu Âu đâu. Brazil. Vừa đọc comment. Brazil. Ừ đúng rồi. Anh Quế Ngọc Hải. Đúng rồi hình như Brazil đấy. Đúng rồi hình như Brazil. Và câu hỏi trả lời. Đáp án. Đợt đến đây mà là kinh lắm. Brazil chuẩn luôn. Rồi đúng rồi. Chỉ mới có 30 điểm thôi. Như vậy là sau Hoa ơi. Đây là hai người bị phạt. Hoa. Không, Hoa là đây chỉ có đây chỉ có thắng với thua thôi. Có thắng với thua. Đúng rồi. À đúng rồi, đây một câu hỏi đấy. Nữa. Như vậy một là sau một câu hỏi. Một câu nữa. Hết rồi. Đấy, thì như vậy là sau 10 câu hỏi thì chúng ta đã có người thắng cuộc, chính là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải với 40 điểm. Chúc mừng Hải nhá. Chúc mừng Hải nhá. Và hai người còn lại là anh Nghiêm Xuân Tú và anh Văn Toàn thì có 30 điểm. Anh Tú cho một tràng vỗ tay cho anh Hải đi. Đấy, theo như quy định của chương trình đó là đập tay. Đây. Theo như quy định của chương trình thì người thua cuộc sẽ phải nhận những hình phạt.
hình phạt này thì có thể là do khán giả comment ở phía dưới live stream hoặc là do ban tổ chức đưa ra. Ai thua? Anh Tú nhưng mà ai thua? Không, anh về nhì mà. Thôi, anh về nhì mà. Đồng giải nhì, đây là đồng giải nhì. Quy định của trò chơi không rõ ràng hoặc không bây giờ thì thôi thì cũng chương trình cũng live stream cũng hết rồi. Thôi chúng ta cứ thực hiện thử thách đi. Hiện tại thì tôi chưa thấy khán giả comment thử thách này nên là để ban tổ chức đưa ra vậy. Chúng ta sẽ có 4 thử thách được đánh số là 1, 2, 3, 4. Thì bây giờ anh Tú trước đi. Anh Tú muốn chọn số mấy? Cho Toàn chọn trước được không? Anh anh số đi. Số 1 đi. Anh Tú số 1, rồi ok. Số 1, thử thách của anh là đọc rap một đoạn bài Game Kobe. Bài này anh có chưa nghe. Chưa nghe á? Ừ. Ừ, nếu vậy thì tôi sẽ bài đấy như nào đấy? Này đó là hát một câu hát gì đó. Đấy, anh nói anh hát hay mà. Hát một đoạn bài hát một đoạn. Hay đâu. Bài gì nhỉ? À đây là thử thách của anh, như này là xong đúng không? Đúng rồi, anh thực hiện thôi. Ồ, đấy là thử thách của anh. Đơn giản mà. Tự nhiên. Đáng ra là phải đọc rap ấy. Anh đọc rap bài khác được mà. Ok, thế thì bài khác. Anh thích đọc bài nào cũng được. Anh đọc càng lâu càng tốt. Bài gì nữa tự nhiên không nghĩ ra. Thôi anh sẽ hát tặng mọi người bài một bài hát mà các cháu trẻ em bây giờ rất thích nghe. Là bài cháu lên ba. Các cháu bây giờ cũng rất là thích đi học rồi. Bố mẹ các cháu cũng mong hết dịch cho các cháu đi học rồi. Nhà mệt lắm. Okay. Cháu lên ba cháu thì mẫu sao. Cô yêu cháu vì cháu không khóc nhẹ. Vỗ tay đi Hải. Cười sai. Ba vào nhà may. Ông bà mua giấy. Cười hát đi. La 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 la. Wow. Đấy, thử thách của anh xong rồi. Hay. Hát đi cho mọi người nghe. Rồi như vậy chúng ta sẽ còn là 3 con số nữa là 2, 3, 4. Anh Toàn chọn số mấy anh Toàn ơi? Chào mọi người nhé, mình biết đến giờ ăn cơm rồi, đi giờ sinh hoạt đội rồi. Mình xin phép mình phải đi ăn cơm với đội. Nếu không là mình về trường lương. Chơi đàng hoàng vào. Ồ, thế là không thực hiện thử thách thật á? Không. Số 4. Số 4. Rất đơn giản. Thử thách của anh là nói nhanh câu buổi trưa ăn bưởi chua. Nói nhanh 10 lần. Buổi trưa ăn bưởi chua. Đấy, nói nhanh. Ê, Tâm ơi, em nói lại 2 lần. 3 lần. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Đấy. Ok. Anh Toàn nói đi. Anh Toàn phải nói 3 lần. Cái này phải nói 3 lần. Ý. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn ok, được rồi, xin được cảm ơn các cầu thủ. Sao chơi xong đâu? Xong rồi, trả lời sai như thế xong rồi. Sai trả lời. Được. Ê, cho chọn thử thách khác đi. Cái này khó lắm quá. Thôi thế này nó lại rồi thử thách kéo dài thời gian nó lên sóng quá. Như vậy chúng ta đã bị quá một chút rồi, chứ không quá sao. Quá chút rồi. Chờ mình để ra trước khi mà chúng ta kết thúc trận này thì mình sẽ gửi một thông điệp tới tất cả các khán giả, và thông điệp này thì có 4 câu. Tâm sẽ nói câu đầu tiên, đó là 8 chuyện thời Covid. Anh Tú là ngồi nhà chẳng sợ chi. Anh Hải live stream mọi khoảng cách, và anh Văn Toàn khách mời cùng thả tim. Ok chưa? Live stream mọi khoảng cách. Đây, Tâm nhắc lại nha. Tâm sẽ là câu 8 chuyện thời Covid. Anh Tú là ngồi nhà chẳng sợ chi. Anh Hải live stream mọi khoảng cách. Và anh Văn Toàn khách mời cùng thả tim. Ok. Ok, okay nha. Rồi, 2, 3. 8 chuyện thời Covid. Ngồi nhà chẳng sợ chi. Live stream mọi khoảng cách. Khách mời cùng thả tim. Yes. Tôi và một lần nữa xin cảm ơn các tuyển thủ đã dành ra 30 phút và tham dự với chương trình 8 chuyện thời Covid cùng với chúng tôi. Và hy vọng rằng là trong suốt 30 phút vừa qua khi mà lên sóng thì tất cả quý vị đã có những khoảng thời gian vui vẻ và tạo ra nhiều tiếng cười. Một lần nữa xin cảm ơn các cầu thủ. Và chúng ta cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi là 11:30 ngày thứ tư
và 17 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Next Sport. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin chúc cho các cầu thủ cùng với tất cả các quý vị khán giả một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui, bình an bên cạnh gia đình và những người mình yêu thương. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bắn loạn xạ hết cả lên. Bye bye! Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.